Dạ, chú chào cả nhà. Hôm nay Vũ là tiếp tục cập nhật và chia sẻ một hoàn cảnh rất là đáng thương. Hoàn cảnh của anh Nguyễn Vũ Phương, 39 tuổi. Anh không may mắc căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được gia đình và các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng vì căn bệnh của anh quá nặng nên anh đã trút đi hơi thở cuối cùng. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với Vũ cầu nguyện và chia sẻ cho vong linh của anh được sớm siêu thoát nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và bây giờ Vũ mời cả nhà hãy cùng Vũ cầu nguyện và cùng chia sẻ với Vũ nha. Và Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Do nhân duyên gia hợp luật vô thường là thông lệ xưa nay. Nương quyền thân sông tạm coi trần nay nhân duyên mang người đã trở về quê cô. Ban châu kèm thành lễ hương linh tư bay lại. Hương linh
bà khổ nào chớ nên mê. Cực làm tháng vui người đã về, hãy nhân từ nay luôn chánh niệm dân công quân Phật chính độ. Dương chi tình thủy biến thái tam thiên, thân đồng đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng thân thiên, nghiệp tội quá diện quá hồng liên. Nam mô thanh lương địa bồ tát, nam mô thanh lương địa bồ tát, nam mô thanh lương địa bồ tát. Chị bỏ thì ai lo.
nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả tam giả quán tu cung đồng, tư giả tam hối nguyện chương ngũ giả quỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Bây giờ chị Thắm chỉ đang lại cuốn trầu kỹ này. Ba giả thường tùy phật học, ngũ giả hạnh phận buôn ơn, tập giả khổ giai hồ. Anh ơi, cúng xong rồi đây. Cúng xíu đỡ tan đường đi. Công đức thù thắng hàng vô biên thân bước dây hội mương chứng bổ nguyện pháp giới dựng lên. Nói nè, ảnh mất thiện mất rồi, ráng đau lòng cũng đau lòng. Chồng mất mà sao cũng đau lòng. Nghĩ tới con mình, con mình chỉ là chi cực rồi. Thủ phẩm liên qua di thủ mẫu qua khai thiên Phật ngồi xuống Phật thôi Bồ Tát di bạn lời nguyện dĩ thử công đức khổ cảm thư đăng tâm giai cộng thành Phật đạo. Tên gì vậy? Dạ Nguyễn Vũ Phương. Nguyễn Vũ Phương. Dạ. Di Đà tiếp dẫn Địa Tạng nghinh quy cùng nhau độ hướng linh trực giác liên trì. Thừa Phật lực thoát nơi khổ thu, nguyện đức u minh giáo chủ truy từ thông quan tiết độ, cùng đi qua vạn hướng linh nguyện vũ vương sớm Phật khỏi mê đồ siêu sanh cõi tịnh. Nhất thành thượng đạt dạng tội băng tiêu, nguyện cầu hướng linh nguyện vũ phương sớm sớm đắc độ cao siêu, và cũng xin kỳ án gia quyến luôn luôn được hàm chiếm lợi lạc. Pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính văn dĩ mãn pháp sự châu duyên, Phật sự viên thành tăng gia hiếu quyên, hiện thế thành tâm cúi đầu lễ tiễn biệt hướng linh tất thành tư bay. Lại bốn lễ. Rồi. Vô bên trong rồi dịnh. Đợi chị nha Hiệp. Đừng đập than bên đây nha. Ê, quăng cái xe lên, cái xe nó ngồi gần.
Tới ngồi đỡ nó đi. Rồi. Rồi. Cho chị ngồi đỡ nó đi. Bước ra thì khóc.